Thưa quý vị và các bạn, nhằm tinh gọn bộ máy hoạt động có hiệu quả và tiết kiệm, thì hiện nay các tỉnh thành trên cả nước đang quyết liệt triển khai kết luận của Bộ Chính trị và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Và trong năm nay thì Trung ương và các địa phương đặt ra mục tiêu là sẽ có 50 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.243 đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp. Và sau sắp xếp thì cả nước sẽ giảm 14 huyện và 619 xã. Vâng, và trong nội trình nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý ở địa phương cùng với cả nước thì tỉnh Thái Nguyên cũng đang tiến hành việc sắp xếp lại cấu trúc đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2023-2025. Và sau một thời gian khẩn trương tích cực xây dựng đề án thì mới đây Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã chính thức thông qua phương án sắp xếp trên cơ sở đồng thuận và nhất trí rất cao của cử tri và nhân dân. Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thái Nguyên được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua rà soát và đối chiếu các quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Thái Nguyên có 3 đơn vị hành chính cấp xã chưa đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quy định thuộc diện sắp xếp, gồm xã Vạn Thọ và Nam Mau Đại Từ, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên. 5 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện khuyến khích sắp xếp gồm thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, khi thực hiện phương án sắp xếp này sẽ có 8 đơn vị liền kề có điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gồm 7 xã và 1 phường. Đó là các xã Kỳ Phú, Phú Xuyên, Phú Cường của huyện Đại Từ, xã Tân Lợi của huyện Đồng Hỷ, xã Phấn Mễ của huyện Phú Lương, xã Bảo Cường của huyện Định Hóa, xã Quyết Thắng và phường Quan Triều của thành phố Thái Nguyên. Như vậy, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, tỉnh Thái Nguyên sẽ có 43 phường, 118 xã và 10 thị trấn, giảm 6 đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của chính quyền ở cơ sở. Tuy nhiên thì việc sắp xếp và sát nhập thì không phải là dễ dàng và có thể sẽ gây ra những tác động lớn đến các địa phương. Bởi vậy mà trong thời gian qua thì các cái phương án sắp xếp đã được tỉnh Thái Nguyên thực hiện từng bước một cách thận trọng nhằm mục tiêu lớn nhất là đảm bảo ổn định cho tổ chức bộ máy và đời sống, quyền lợi cho nhân dân. Để đảm bảo việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được thực hiện theo đúng chủ trương của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố có liên quan, xây dựng dự thảo đề án, đồng thời ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Thái Nguyên để chỉ đạo tổ chức thực hiện. Dự thảo đề án đã được ban chỉ đạo xem xét, thông qua và yêu cầu các sở ban ngành có liên quan phối hợp với các địa phương nghiên cứu, tham gia ý kiến để hoàn thiện. Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3 năm 2024, các địa phương đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri, ý kiến Hội đồng Nhân dân cấp xã, cấp huyện. Tỷ lệ cử tri đồng thuận đạt tới con số ấn tượng là 99,08%. Tôi nói là việc rất là khó. Chúng ta sắp xếp nhưng mà chúng ta yêu cầu có cả quy hoạch, rồi yêu cầu đầy đủ các cái đáp ứng các chỉ tiêu. Nhưng tôi thấy đây là phần lớn các địa phương là tính đồng thuận rất cao. Như Thái Nguyên là 99% đồng thuận. Thì phải nói là người dân rất ủng hộ cái việc này. Như vậy là sau khi sắp nhập thì tỉnh Thái Nguyên sẽ giảm 6 đơn vị hành chính cấp xã, tức là từ 177 xã phường thị trấn như hiện nay xuống còn 171 xã phường thị trấn. Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã không chỉ để cho bộ máy hành chính được tinh gọn mà còn được kỳ vọng sẽ mở ra một không gian phát triển mới cho các địa phương sau khi sắp nhập. Vạn Thọ và Nam Mau là 2 trong 3 xã thuộc diện sắp xếp lại đơn vị hành chính. Theo đề án của tỉnh Thái Nguyên sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên quy mô dân số của xã Vạn Thọ vào xã Ký Phú để thành lập xã Vạn Phú. Như vậy, sau khi nhập, xã mới có diện tích hơn 26 km², quy mô dân số hơn 13.000 người, sẽ góp phần mở rộng không gian quy hoạch xã Ký Phú trở thành xã phát triển cực nam của huyện Đại Từ, phù hợp với nguyện vọng của cấp ủy, chính quyền, nhân dân hai xã. Đối với xã Nam Mau, theo chủ trương sẽ nhập phần diện tích 3,01 km², gồm 3 xóm vào xã Phú Xuyên và nhập phần diện tích 6,32 km², gồm 4 xóm vào xã Phú Cường. Việc sáp nhập trên cơ sở phong tục tập quán của người dân có nhiều nét tương đồng, thuận lợi cho công tác quản lý địa giới hành chính của chính quyền và việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân sau sáp nhập. Đối với xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên,
tỉnh Thái Nguyên xây dựng phương án nhập phần diện tích 4,24 km2 của 4 xóm vào phường Quan Triều và 3 xóm, tổng diện tích 2,1 km2 vào xã Quyết Thắng để thành lập phường Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Điều này sẽ thuận lợi cho công tác quản lý và tạo không gian quy hoạch trong tương lai. Khi sát nhập giữa Quan Triều và Phú Hà, chúng tôi cảm thấy cũng rất hợp lý thôi. Sống ở đâu mình là người dân thôi. Tất cả mình phục vụ cho công việc của xóm, của làng, của tổ. Cái người đứng đầu, người ta phải có trách nhiệm, người ta đã phải cân nhắc, tính toán và suy nghĩ rất nhiều khi thực hiện một cái việc gì, chủ trương đưa ra cho bà con nhân dân. Cùng với 3 địa phương thuộc diện sắp xếp, tỉnh Thái Nguyên cũng xây dựng phương án cho 5 xã, thị trấn thuộc diện khuyến khích sắp xếp. Đây là các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô nhỏ, nguồn lực địa phương bị phân tán, không gian phát triển hạn chế, khó khăn trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn về phát triển kinh tế xã hội. Theo kế hoạch, toàn bộ diện tích tự nhiên quy mô dân số xã Tân Lợi sẽ nhập vào thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ, đảm bảo cho thị trấn sau khi sắp xếp đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5. Cán bộ, đảng viên và nhân dân ở hai địa phương này cũng đã nhận thức ra cái việc mà sắp nhập vào là cái chủ trương đúng, chủ trương tốt, thế và tạo cái điều kiện thuận lợi mà sau sắp nhập để tạo cái tiền đề vững chắc để xây dựng các cái đô thị cũng như là phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Một không gian mới đủ rộng, đủ lớn với bộ máy chính quyền được tổ chức theo hướng tinh gọn được hình thành sau sáp nhập sẽ là nền tảng tốt để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên thì đây cũng là vấn đề đòi hỏi quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và trong đó thì bản thân mỗi địa phương cần phải nhìn nhận, đánh giá và có kế hoạch triển khai sắp xếp như thế nào để tận dụng được cơ hội phát triển này. Đảm bảo tính tổng thể đồng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo sức mạnh phát triển kinh tế xã hội sau sáp nhập đang là những vấn đề được các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Thái Nguyên quan tâm vào lúc này. Cấp ủy chính quyền ở cơ sở phường xã khẩn trương giải quyết các cái thủ tục, nhất là các giao dịch dân sự mà liên quan đến người dân như là căn cước công dân này, như là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này, như là một số cái giao dịch dân sự khác. Làm sao mà các anh tiến hành sắp xếp không ảnh hưởng gì đến cái hoạt động dân sự của nhân dân. Các cái trường học như thế nào đảm bảo cho các cháu mà vào năm học mới phải học được bình thường. Thế rồi khám chữa bệnh là không có được ảnh hưởng. Sắp nhập đơn vị hành chính cũng đi đôi với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức để có thể đảm nhận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc mới cũng đang được tính toán. Bởi mục đích của việc sắp xếp sắp nhập là để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và phục vụ cộng đồng. Cái quá trình phát triển ấy, nó phải là đi lên, tất cả nó phải có một cái diện mạo mới, chứ không thể manh mún được, mà phải tập trung để làm sao mà tinh giản cái bộ máy. Đây cũng là một cái việc làm mà chúng ta cũng đã có kinh nghiệm rồi, cũng đã có nhiều lần sát nhập rồi, chứ không phải bây giờ chúng ta mới làm. Thế thì mỗi lần sát nhập như thế thì cái bộ máy nó càng ngày nó càng ổn định, tinh giản từ cái đội ngũ cán bộ nó đảm bảo được cái yêu cầu của cái nhiệm vụ trong cái giai đoạn mới. Người nào ở lại, người nào có thể chuyển công tác hoặc là giải quyết chính trách đều là phấn khởi cả. Phương án sắp xếp lại đơn vị hành chính được cán bộ nhân dân tại các địa phương đồng thuận cao. Tuy nhiên vẫn còn những trăn trở về việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh. 29 năm công tác, ông Diệp Văn Báo, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ là một trong số những cán bộ thuộc diện sắp xếp sau sát nhập đợt này. Thì tôi cũng có nguyện vọng là được nghỉ. Thứ nhất là để có điều kiện cho cái lớp trẻ phấn đấu phát triển. Thứ hai là cũng tạo điều kiện để cái việc thực hiện cái sắp xếp nhân sự sau xếp sắp đơn vị hành chính nó được thuận lợi cho các cơ quan. Qua đây thì tôi cũng đề nghị tỉnh xem xét cũng sớm có cái nghị quyết để điều chỉnh bổ sung cái nghị quyết 18 đấy, làm sao cho nó phù hợp với những cái đối tượng được nghỉ, đặc biệt là đối với những người mà nghỉ do sát nhập địa giới hành chính. Tâm tư của ông Báo cũng là một trong những vấn đề được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên quan tâm nhiều nhất tại kỳ họp diễn ra mới đây trước khi biểu quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Báo cáo của Sở Nội vụ, theo tính toán số lượng cán bộ, công chức cấp xã thực hiện sắp xếp hiện có là 296 người, số lượng cán bộ, công chức bố trí tại các đơn vị sau sắp xếp là 226 người, số lượng cán bộ dôi dư sau sắp xếp là 70 người, trong đó nghỉ giải quyết chế độ là 26 người, chuyển sang các đơn vị khác là 44 người. Ngoài ra, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thực hiện sắp xếp hiện có là 145 người. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư sau sắp xếp là 13 người.
số lượng người dôi dư này sẽ nghỉ để giải quyết chế độ. Ngoài chế độ chính sách theo quy định của Trung ương, thì trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên chúng ta hiện nay đang thực hiện nghị quyết số 18 năm 2021 của Hội đồng tỉnh quy định về chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức viên chức người lao động do sắp xếp đơn vị hành chính tổ chức bộ máy tinh giản biên chế. Nội dung này thì Sở Nội vụ sẽ phối hợp với sở ngành và địa phương tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể và có cái đề xuất với Ủy ban tỉnh báo cáo với Hội đồng dân có sự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Thực hiện chủ trương lớn trong thời gian tương đối ngắn, khối lượng công việc nhiều, tuy nhiên với sự quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực thực hiện đồng thời các bước sắp xếp đơn vị hành chính theo đúng quy trình, tiến độ của Trung ương. Kết quả đạt được là bước đầu, song những nhiệm vụ còn lại cũng đòi hỏi các địa phương phải tận tâm, cố gắng và tích cực hơn nữa. Đề nghị là các cơ quan địa phương đơn vị liên quan ấy, thì khẩn trương lập điều chỉnh lại các quy hoạch từ cấp xã đến cấp tỉnh để hoàn thiện hồ sơ đánh giá tiêu chuẩn đô thị đối với các đơn vị mở rộng. Khi mà chúng ta từ xã lên phường rồi lên thị trấn thì đề nghị các địa phương tăng cường công tác quản lý, nhất là trong việc chúng ta đô thị hóa sẽ nhanh thì quản lý đất đai, nông nghiệp, khu dân cư rồi các nội dung khác. Và cái cuối cùng đó là phải giải quyết thật tốt các chế độ chính sách. Chế độ chính sách thì đã có đầy đủ rồi, có nghị quyết 18, có nghị quyết 05 rồi. Đấy, về chế độ chính sách dôi dư rồi thì chúng ta áp dụng một cách theo đúng quy định pháp luật có lợi nhất cho người lao động. Thưa quý vị, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là một chủ trương lớn tác động tới tư tưởng, tâm lý của nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Thực tế, nhiều nơi cho thấy là quá trình thực hiện thì cũng có những nội dung, vấn đề có thể phát sinh. Bởi vậy mà sự đồng thuận, quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị là vô cùng quan trọng. Và theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ phối hợp cùng với các ngành địa phương thì cố gắng đến tháng 9 năm nay thực hiện xong việc cơ cấu lại, sắp xếp lại tổ chức bộ máy kể cả ở các đơn vị hành chính của cấp huyện và cấp xã. Và đây là yếu tố quan trọng để bộ máy mới được ổn định, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp sẽ diễn ra vào năm 2025.